xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Trang Cuộc Sống Mỹ nha. Ngày hôm nay thì gia đình nhà em Giang đi bắt cua. Mà ngày hôm nay thì đặc biệt là có em My bên Cali qua chơi nè. Lần đầu tiên nè, bà ngoại nè, Hannah nè. Hôm nay có ba người mới. Vì chào bà cô chú cho biết. Cái biển này hình như lúc mình đi bắt 4 năm hay 5 năm ta? 4 năm á, 4 năm. 4 năm trước là cái video là đề 4 năm trước. À vậy. Ba đi vô xe ba lấy đồ đó. À là cái biển chỗ này là cách đây 4 năm trước là gia đình nhà mình với gia đình Nhung đi bắt chung nè. Năm nay là quay trở lại đây. Đi bắt chung cho nó vui với lại mình cắm trại luôn. Đúng rồi, năm nay là cắm trại ăn tại chỗ luôn. Biết luôn. Lừa được cái chỗ này trống trải ngon quá nè, có ghế nè, thấy nó bằng phẳng nè. Bây giờ ba Phi đang đi lên nặng lấy đồ xuống nặng che, tại vì có con gái nhỏ nữa, có bà ngoại nữa cho nên là che chạy cho ngồi với lãng lát nữa, mình ngồi mình chơi luôn. Không có đem cái thuyền về cho nên là đem cái xuồng nhỏ này, hồi cha Phi có bơi vòng vòng bơi nhưng mà đi chung thuyền với Nhung. Là không câu cá bên kia. Ui như có cá kìa, phải không? Phải không, nghe giật giật đó. Nam phái câu kìa, phái câu cá, ông Phi nó cũng phái câu cá vậy đó mấy. Mà em cũng vậy á. Thấy giật chưa có cẩn thận nhá con. Không câu, không câu thôi mà thể cầm tới cần câu lửng câu hoài, không muốn ngừng á. Ừ nó. Phi cẩn thận con. Cẩn thận nhá. Xe Phi. Ừ. À. Sáng như Nhung chứ tới sớm lắm chứ thả thuyền xuống chắc cỡ tiếng rồi đó. Chứ mới thảy xuống nửa tiếng à. Nửa tiếng. mấy tiếng mình mới. À để giờ lên phụ cha Phi, lên phụ cha Phi lấy đồ được. Với lại chải rồi hả? Để ngồi. Đây bà ngoại nè, Hana nè. Đây bà ngoại Sophie với chị Nhung Hà. Sophie. Đây. Em đi. Trang ở lại chăm em bé Hana. Hồi lát rồi Trang ra tiếng sau nha mọi người. Giờ dẫn bà ngoại đi cô. Ừ, dạ. Trang ở kia. Ok. Chị đại quá dữ. Em ngồi em cũng rồi bây giờ em hai lát nữa em lại em mua qua mấy anh đây để nào ảnh có rung ảnh là lấy cua. Ừ lát nữa mình mua qua mấy anh đây. Rồi qua bên đây ngoài để bên đây có rung để mình lấy cua lên đó. Bà ngoại bỏ nón ra nếu mà thấy giờ nó hết bay rồi không sao đâu. Giờ nó hết bay ấy rồi mình đội lên cái nắng. Bây giờ hết gió rồi. Đó, hết gió rồi không có ấy nữa. Có lỏng quá không? Chặt lại một chút. Chị Nhung Hà đang sửa nón lại cho bà ngoại đây. Chuẩn bị với cua nha mọi người. Không phải của mình cái ba cái chụp lại nha. À. Đây. Đây là anh chồng của chị Trang chuẩn bị với anh chồng chị Nhung chuẩn bị là lên lồng cua. Lát nữa cho bà ngoại cầm cua chụp hình nha. Cái cua bự chả luôn. Giờ đang đi kiếm cái lồng cua. Bỏ
mỗi cái phao nó có một cái dấu hiệu riêng để mà mình biết là của ai ấy các bạn. Giờ đang đi kiếm là cái này là của người ta chứ không phải của mình. Chị Dung Hà. Sophie ngồi ngoài trước, đang ngồi ngoài trước với chị Dung Hà. Đó đó đó, lần đầu tiên quay bên kênh em Trang à, mọi người đón xem. Có em Mi đó nè, bà ngoại chuẩn bị cầm cua chụp hình đó bà ngoại ha. Hôm nay đi câu cua có em Mi nó vui vui. Thì có Sophia nữa nè, đó. Hay lát nữa cái có mẹ Sophia nữa, tại vì mẹ Sophia đang giữ mẹ Sophia với Nam đang ở trên bờ để giữ em bé. Nam thì câu cá. Con chuẩn bị nói luôn á. Đúng rồi, đúng rồi đó con. Ừ, khỏe ha, có cái máy khỏe dễ sợ luôn. Thích lắm, chuyến sau qua chừng nào qua nữa mình đi chơi mình câu tiếp. À hè đi thì vui hơn, mùa đông họ cũng mở mà lạnh lắm. Lên chưa? Coi chừng nào con thấy lóng lánh là lên đó. Đó cua kia, cua kia. Đó, yeah, cua. Con bự bự không mọi người ơi. Ôi đã 2-3 con, 4-5 con trong kia luôn á. Đã chưa? Lần đầu tiên cũng được, chị đếm là khoảng 3 con trong đây là mình bắt được cả nhà. Đó, quá đã luôn, 3 con bự đó. Đã quá. Sa lên. À xem bao 3 in nè. 3 or 4. One, that's a keeper. Yeah, and then the one hanging there. You put your thumb there and you hold from the top. He can't get you. See? Can't get you. Don't stick your hand out there though. Nhỏ quá thả xuống. I'll tell you, grab a crab. Thumb there. Cannot get you. It scares you when you get poked there. These come back. You gotta be ready for that. Try it. Hey, bà ngoại muốn thử đâu bà bỏ cái ngân cái vô giữa đó. Đúng rồi đó, chù ngoại quá giỏi luôn chứ chưa. Rồi đi thả ngoại, thả nó xuống. Rồi giỏi quá. I think we had 3 in here. Six and a half a keeper, right? Yay, it's 3? Oh, it's good and hard. It's gonna be legal today. Where's your cooler nè. Cái hộp ở dưới bờ đằng trước đó em. Bỏ trong cái thùng, lấy cái thùng đỏ đi, lấy cái thùng trắng với kìa. Lấy cái, lát nữa đưa cho bà Trang cái cây đó về bà Trang. lấy cái thùng thôi. Put it here in the cooler. Just put in here, we can cook later. When can it come up? Một em đầu tiên. Hai em. Quá đã luôn. Hai con bự chảng luôn.
con đó nữa nè. Yay, được ba con. Ôi, đúng. Yay. Ba con. Yay, yay. No, con này con cái. Nè, con này thả, thả mi thả không? Con này là con cái. You want to know the difference between a male and a female crab? Yeah. Huh? Yes, I do. You do? Yeah, I do. Okay, which is the male? Nope. Oh, see that? One. That's the male. See little the difference? Thin? This plate? You see that big, big, oh, yeah, huge one? Yeah. That's the female. That's the male. Okay. Đang chỉ con nào con cái, con nào con được when cho the female, sao kia. Pregnant, that whole thing kind of open up and it's full con cá là thả thousand hết. Eggs. That thing open up and just full of eggs. Sophia thả không? Hey, wait, wait, honey, honey. Wait, wait. Okay, okay. Thả, thả, thả. Tell your mother-in-law we throw the female back to make more. Em thả. Em thả hả? À. Khoan, khoan, khoan chị. Từ cái thâm, cái thâm, cái thâm đó, đúng rồi. Rồi, rồi mi thả từ thôi, thả từ thôi. Thả nhẹ xuống, thả nhẹ xuống, thả nhẹ xuống. Ừ. Sợ quá nó đứng. Ok, bye bye, hẹn gặp lại nha. Rồi, nãy giờ là mấy lần ha? Ba lồng gì là được 10 con rồi đó. Được 10 con rồi mọi người ơi. Đó, cá trời chua luôn. That's 10. Ui, bự quá đó, đã chưa? Này là bự nhất Oregon, you can get smaller. Yeah. And now the crab are a little bigger up here. Yeah. And they go Alaska, they're even bigger. Yeah. Yeah. Oh yeah, Alaska right here. And now anh đang thả cái lồng cua xuống. Uh-huh. That's two limits, and we get three pots to go. Yeah. That's out of three pots. Uh-huh. Now is now với lại Sophia đang kéo thêm một cái lồng nữa. Trời ơi quá trời luôn. Con bự bệnh cây nữa. À, chị Mi, chị Mi chỉ sợ cua kẻ. Em thấy nó đưa cái kẻ này rồi. Ủa, cái tay càng xuống tới cái tay của người. I think it's about the bottom. Đây. Con là hai ba con, bốn năm con luôn đi luôn. Ô cái con giữ cái rác là giữ được luôn kìa. And that's the female, no male. This one's good, I'm pretty sure. Yeah. Yep. Okay, we need another license. That's four dungies. Much, much like Vietnam. Vietnam. Okay, got one on the more. Ferry. I lost count, but one more go in the bucket. A meal. It smells like a Vietnam when we are on the ferry. Mm-hmm. So exhausted. Bà ngoại thấy Sophia lánh. Quá lánh, đi với ba đồ giỏi. I like this, huh? Yes. Plus, I got some money to. Have you can bring the trailer down, right? Yep. Yeah, next time we do it together again. Sometimes I'll be busy there, and I can't park the boat quá. And go get in line. You know, it's just. Oh, wow! Trời ơi, lòng nào lòng nấy đã hả? Bà ngoại quá giỏi luôn. Bà ngoại dạng thì. Vậy bà ngoại thả cua nha. Đó. Bye bye. Đó, hai cha con nè. Mình nhớ hồi lúc anh Nam á chỉ nói sao đây chạy rồi. Chạy mất tiêu rồi. Sophia với lại ba đi thả cái hai cái lồng gần cái chỗ bờ nè, bây giờ đi câu lên ha Sophia ha.
để xem mà Sophia thải câu được bao nhiêu nè. Đi ra coi con có muốn coi cái lồng con với ba nhả không? Dạ. Ừ, đi cô, lên cô, đi lấy nè. Kìa, ba lấy rồi kìa. Đi coi 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 con nãy cua. Nó nãy Sophia với ba Sophia đi thảy cái lồng xuống đó. Why don't you put it in there? Oh, no grass. No grass? But this area has weeds. Oh, actually, there might be a red one hiding there. The red one? Được ba con cua đá, cái chỗ này gần bờ quá nên cua đá nhiều. Đó, chưa, cho bia giỏi quá. Cho bia quá giỏi, dê cái cây, dê cây, dê cây. Dê. Ê, có cá gì không con? Nãy giờ không câu à? I just started. Oh. I saw a fish. Người ta thả thuyền lên xuống nhìn thấy dễ dàng nha. Đây. Xuống đi. Bà ngoại với hai gái. Ở đây đẹp cao nha. Gái Nhung Hà với gái Trang đây. Mà Nhung Hà thấy mẹ anh ta bắt ông quà. Dành luôn á nghe, dành luôn á. Nhớ mẹ quá không được. Nhớ mẹ là bảo lãnh cho mẹ, mẹ qua được chứ ôm bà ngoại nữa. Có bà ngoại ta đỡ. Nhung nghĩ đi làm caramel cho người ta rồi. Dạ để con chớp rồi mẹ. Nhung đi quay phim cho mình giùm cho người ta rồi. Nhìn coi tướng nè. Có tướng cho mình quay phim nè. Lùa cua sắp chín rồi, sắp nhập tiệc được rồi cả nhà ơi. Quay phim nha. Dạ chứ chụp hình quay phim dùm người ta đó. Dạ chụp dùm á. Mấy ông bà đó dễ thương lắm. Cua chín rồi. Quá trà. Nhầm cười dễ thương không? Cái cổ kia cổ vui. Con này cái càng bự quá nè. Trời ơi quá đã luôn em ơi. Ủa 6 con luôn. Ăn đã luôn. Hết rồi. Ủa bưng miếng hộp luôn hả hè. Mới cho ông bà ăn thử chôm chôm với nhãn với lại mít. Không có phái. Nó ngọt mà. Ba trái cây đó là trái nào cũng ngọt á. Rồi tới giờ nhập tiệc nha. Em Trang có nấu một cái nồi gà hầm sả nè. Giờ đang nấu cho nó sôi lên, ăn bỏ rau vô. Ra được có mồng tơi, mướp với cải thảo. Cải thìa chứ. Hello mọi người, hôm nay thì chị Trang nấu gà hầm sả. Tay rửa sạch sẽ. Chị Trang đang bỏ rau vô nè. Ăn mà nên mình rửa tay cho cả. Cái này là mình bỏ nấm với bỏ cải vô cho nó sôi lên rồi nó chín á. Còn mướp thì nó mang chín cho nên là bỏ như sao. Quá hấp dẫn rồi. Bỏ lá quế vô cho nó thơm. Anh ấp bụng. Ấp lòng người chiến sĩ. Bây giờ chuẩn bị cho chuyến đi lần 2. Đi lấy cua lần 2 là em Trang đi. Lần đầu mẹ đi. Lần sau là em Trang đi. Mẹ ở trên bờ với lại Hannah rồi. Chuẩn bị đi nha. Hồi nãy là tụi mình có tặng trái cây cho mấy cô chú ăn á, xong rồi ông bà đi á, viết là một lá thư rất là dài luôn. Dài để cảm ơn. Tức là họ cần phải có cái ngồi cái thời gian ngồi để họ biết đó. Lúc đó là mình đang ngồi ăn rất là vui vẻ, không biết gì trời. Không biết gì đâu, ngồi ăn cười nói vui vẻ. Mình cảm thấy hạnh phúc cơ. Dạ, xong cái gì mình đi nó tặng một lá thư gì mình chưa đọc thư sơ nè. Cảm ơn. Dở lòng cua nha. Lòng lên. Cười. Nhưng có khoe quá trời luôn. Hồi nãy đã lắm. Mẹ cũng khoe nó. Mày đi đi mày biết. Nhà mẹ đó. Mày đi mày biết. Tại mỗi lần thấy anh kéo lòng á thấy tội lắm. Tội nghiệp. Nhà thấy tội nghiệp anh đó. Mà ảnh thì lại rất là ham đi câu cua, câu cá, câu tôm. Cho nên là hả, thấy anh làm cực cổ. Oh my god nè. Trời ơi con này con nấy bự không à. Yeah. Bự.
mà con đực con cái nó bự lắm chị ạ. Nó bự lắm. Nhưng mà không biết con đực con cái nha, nhưng mà bự lắm. Chú chào ông bà ơi. Đây là chú cha bà ơi luôn nè. Rồi đúng rồi. Thấy chưa mẹ? Chị ơi, con đực con cái nó bự chị. Okay. Kiếp luôn. Cô đỏ, cô đỏ, cô đá. Hai con cái. Bự lắm luôn nha cái nào. Con đực con cái nó bự luôn nè. Nhưng mà con cái yếm nó bự nè, là con cái nè, thả nè. Yeah. Ừ, kìa. Da nếu mà nó mềm quá là nó không có thịt ăn là phải thả đi chứ để làm gì? Để mình cũng nếm con số lượng mà. Ơi, mày không biết ha là con trai là con gái. Cái này mình gọi là đực cái, không đực con cái. Mày con nói. Mày con nói tại sao con biết là con gái hay con trai? Không biết rồi. Ờ, nhưng mà con cái nhiều lắm chị. Em thấy con cái nhiều. Mày con bé đó là cái là chỗ nó giữ bộ. Nó giữ em bé lại. Nó giữ em bé nó cái bộ. Đúng nó rồi. Đúng rồi. Lên nha, lên lòng. Ủa chị tới 6 cái lòng cua hả chị Nhung? 6 lòng. Wow. 6 lòng thì bây giờ mới lòng thứ 2 đúng không? Trời ơi, đúng là chuyên nghiệp, dân chuyên nghiệp đó, dân chuyên nghiệp là cái thuyền đi câu cua nó phải cỡ tầm cỡ này. Đấy, xong rồi cái phần mà kéo rồi nó cũng phải cỡ này. Cái này là câu tôm rất là chuẩn đúng, tại vì câu tôm á kéo không nổi đâu. Ừ, tội ha, mình nhìn thấy tội á, xong giờ em thấy cái vậy cái thấy em thấy chồng em thấy khỏe, em thấy đợi đi chồng, đợi em mua cho. Crab cocktail tonight. Cocktail. I don't know how to make it. You just you know that sauce we bought for the shrimp. Okay. Ai, cái lòng thứ ba cũng quá trời luôn kìa. Lòng đầu tiên là cua bự. Dạ. Why the crab over here? Because it's missing some claws and some quite a bit. Lòng thứ tư nha. Lòng thứ tư. Cái hai cái lòng mà hai lòng thứ hai là con cá không ạ. Có cua cô bự lắm nhưng mà con cá không ạ nên thả rồi. Đây là cái lòng thứ tư nha. Còn hai cái lòng nữa. Cha Phi nhìn thấy khỏe chưa? Phải đe chưa? Oh my god, chụp hình. Cua luôn mà có cua ba. Nếu mà không có kéo nổi á, nếu mà không kéo bằng máy mà kéo bằng tay chắc là cũng xỉn rồi. Nó nặng chứ. Bye bye. Bye bye. That's a keeper. Ủa trời ơi, con nó bự. Wow, con. Con này nè. Con này bự nè. Ủa cái này là con trai nè. Con trai phải không? Ủa cái này con trai đúng không? Cái này là con trai. Để mình coi coi nó. Thấy không? Để mình coi coi nó chắc không? Ôi, nó mềm. Dạ, nó mềm. Con này cũng bự này, mà coi trai gái. Cái gái. We need a measure for this one. Cái này là con trai nè. Yeah, nãy chị nói con trai. Con cái không à? Ừ. Nhưng mà mấy con cái đó nó nặng lắm nha, cầm lên nó nặng lắm. Mà nó hiền khô à. Cầm lên nó hiền. Wow. Con nó được không? Ủa không phải, con nó không phải con cua đá. Xong, bye bye. Giờ đi dạy làm tiếp nha. Nước biển trong xanh đẹp dễ sợ luôn á. Trời ơi, nó sạch hết chứ con. Không có miếng lục bình. Không có miếng rác nữa. Lòng thứ năm nha. nặng là nhiều đó. Nếu mà tính ra tự bờ đi ra đây nó cũng đâu có xa đâu, nó gần đó. Biển xanh dạt dào. thấy con đứa khùng đứa bè chưa? Con chưa hả? Sáu con cua nữa không? Phải không? Không biết đâu, không nhớ đâu. Chị thấy chị hình nồng nào thôi chứ không biết đâu. Có con cua đỏ bự luôn, cua đá bự luôn. Chứ mà một đứa khùng mà đứa thôi em tào lao quá là nó không khớp. Không? Đứa khùng đứa bè vô nó mới vui. Con nó bự đó, Daddy ơi. Big one đó, Daddy. Ú, chào. Big one. It's a nice one. Nice
xoay quanh. So let me forget there's a crab in your bucket because it might start smelling after a while. Còn cái lồng nữa. Mới cái này cái thứ năm à. Còn cái kim à. Còn kim thấy ăn cái gì nữa? Năm cái đếm lại coi. Nha. Còn cái nữa. Cô đá bự cái càng bự. Nó con hôm kịp kèm luôn để mẹ lấy cho con cầm nha. Cho mẹ quay này. Phải nhẹ nhàng nha. Nhẹ nhàng tí. Nó giật mình á. Nó giật mình á. Nó giật mình hết hồn á. Quá, con này cũng bự hơn phải không? Maybe good. Good. Maybe. Con này heavy nè. Con trai. Nè, con này phải đo. Chết. Con này phải đo quá. Em thấy con trai biết khó đó quá. Thôi, phải đo. Thả xuống đi Sophie thả không? Trời ơi, cái con này nó lòng cuối cùng nha, xong rồi đi về nha, hy vọng được mùa bội thu nha. Con hút được 5 cái luôn hả? Con hy vọng được 5 cái luôn rồi. Trời ơi, nắng quá, con đội nón đi con. Vậy đó hả? Là ý là 5 con nữa mới đủ nha. Một cái lòng cua dở lên mà nó bao nhiêu đây nè. Khủng khiếp chưa? Khủng khiếp. Nice and hard. Find some room. Make room. Chị Nhung chỉ đưa cho 2 xô cua luôn. Không biết nhiêu con trong đó. Ok, chuẩn bị đi về nha cả nhà ơi. Chuẩn bị xong hết trơn rồi nè. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Giờ chị em mình chào tạm biệt nhau. Mình đi về thôi. Cảm ơn Nhung rất nhiều nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của gia đình nhà mình ngày hôm nay nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà luôn vui vẻ bình an nha. Dạ, vừa tới nhà rồi. Bây giờ em Trang chuẩn bị luộc cua nha. Ở đây mình đứng. Dạ, 12 con. Với 2 con cua đỏ nữa là 14. Nè cả nhà. Giờ chuẩn bị luộc cua. Xong rồi, luộc xong rồi, chín rồi cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cua nha. Bên đây là mình có 9 con. Đây, bên đây mình có 2 4 5 con nữa. Đó, có 2 con cua đá. Con không lấy bự hết số bự luôn cả nhà. Đó, đủ chưa? Đó, cho mọi giờ mình nè. Gỡ lấy thịt thôi. Đó, mời cả nhà ăn cua nha.